Chào bạn, tôi là Hàn Quang Dự và trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể đăng ký được tài khoản Affiliate cho cái sản phẩm của tôi. Đó là chương trình mang tên là Bán hàng như hơi thở. Affiliate cho sản phẩm là bán hàng như hơi thở. Cách để đăng ký Affiliate như sau. Các bạn vào cái trang web mang tên là hanquangdu.com, xoẹt chéo, cộng gạch ngang, tác viên. Đấy, đây là đường link của trang web đăng ký. Enter vào. Đó, thì bạn đến cái trang này. Thì bạn chưa có tài khoản nên là bạn phải kích vào nút đăng ký tài khoản. Thì tôi sẽ đăng ký tài khoản. Đó. Cái này đi. Cái này. Bạn Vân Tráng này. Nên là Tráng này. Email của tôi là gì ạ? Hàng Vân Tráng ở trong email.com này. Điện thoại ạ. 934 180837. Thế đây là tôi đặt mật khẩu nào. Đặt mật khẩu. Đó. Kích vào tôi đồng ý với chính sách của công ty. Và kích vào nút đăng ký. Đăng ký thành công, tài khoản của bạn đang được kiểm duyệt và sẽ có thông báo đến bạn khi được duyệt. Thì ở bên đầu dây bên kia thì tôi sẽ vào cái tài khoản của tôi sẽ nhận được cái thông tin là bạn đăng ký làm cộng tác viên, thì tôi sẽ ở bên kia tôi sẽ duyệt cho bạn. Đó, tôi duyệt cho bạn. Nên là khi mà bạn đăng ký xong như này rồi nhá, thì bạn vào Facebook của tôi. Vào Facebook của tôi. Đây. Vào Facebook của tôi. Facebook của tôi là Hàn Quang Dự này. facebook.com sẽ chéo Hán chấm Quang Dự thì ra Facebook của tôi. Thì bạn chat inbox cho tôi và bảo em vừa đăng ký tài khoản cộng tác viên rồi, anh duyệt cho em với, em muốn làm affiliate cho sản phẩm của anh. Đó, bạn hiểu ý tưởng tôi không ạ? Thế sản phẩm mà các bạn sẽ làm affiliate cho tôi là sản phẩm nào? Nó có bán hàng như thế hả? Sẽ chéo bán hàng như thế. Đây, bạn sẽ làm affiliate cho tôi không này? Các bán hàng như thế phiên bản đặc biệt đây đó nó như này đúng không ạ? Thế làm sao để làm affiliate như này? Thì sau khi bạn chat với tôi nhá, bạn chat với tôi thì tôi sẽ kích hoạt tài khoản cho bạn. Tôi kích hoạt tài khoản cho bạn. Đấy, ví dụ tôi sẽ vào tôi kích hoạt tài khoản cho bạn thôi. Ví dụ là tôi sẽ kích hoạt tài khoản cho bạn. Tôi sẽ kích hoạt tài khoản cho bạn. Và khi mà kích hoạt tài khoản cho bạn rồi thì bạn rất dễ dàng. Đây. Đây tôi thấy là có Hàn Văn Tráng đây, tôi chỉ kích vào đây thôi. Cái này là tài khoản của tôi nhá, bạn không can thiệp được. Đó. Ok. Làm như vậy. Thì bây giờ ở tài khoản ở trong email của bạn ấy, bạn check email của bạn thì sẽ thấy có email đến. Email, là email của bạn. Bạn sẽ thấy có email đến. Đấy, email đến. Em mở email đến các bạn. Ok. Mở cái email đến nhá. Thì bạn sẽ thấy là có email kích hoạt tài khoản, thông báo kích hoạt tài khoản của bạn thành công. Đấy. Công ty cổ phần RCC Việt Nam này.
Tài khoản này được đăng ký thành công. Đây, một email này, hai email tài khoản Hai Văn Sáng đã được ban duyệt chấp thuận đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký, bắt đầu thực hiện với anh chị như là trường trọng công ty cổ phần người Việt Nam. Đấy là công ty của tôi. Ok, chúc mừng anh chị đã đăng ký thành công rồi. Thế bây giờ việc của mình là lại vẫn vào cái trang hàng có dự .com cộng tác viên này này. Và mình làm gì ạ? Mình điền email của mình vào. Hai Văn Sáng đúng không? Là tôi vừa đặt đấy. Nghĩ là mật khẩu vừa nãy. Không phải, không phải. Mật khẩu cháu vừa đặt cơ. Đây. Đăng nhập. Đó. Thế đây là vào cái tài khoản của bạn. Đây chính là tài khoản cộng tác viên của bạn. Bạn đăng nhập vào. Tài khoản cộng tác viên của bạn. Khi bạn đăng nhập vào thì đây là cái bảng quản trị của bạn nhé. Bây giờ bạn muốn affiliate cho cái khóa này của tôi, khóa bán hàng như thế nào này, bạn vào cái link này thôi. Đây bạn quay trở lại cái link này nhé. Đấy thì tài khoản của bạn sẽ có cái nút bên này. Và việc của bạn là click vào nút bên này, click vào như này, copy nó, copy này thôi, copy đường link này thôi. Việc của bạn copy đường link này và đi chia sẻ. Đây đường link của bạn này, nó có cái đuôi là ơn bằng Hai Văn Sáng này. Bây giờ chia sẻ cho rất nhiều người trên Facebook, chia sẻ cho bất kỳ ai ở đâu đó, người ta click vào cái đường link này và người ta đăng ký. Người ta đăng ký vào dưới này, đăng ký vào một trong hai form dưới này đó. Và lúc đó thì tùy theo cái chính sách của tôi ở từng thời điểm thì bạn sẽ nhận được tiền. Ok, và chính sách cụ thể như nào thì tôi sẽ trao đổi cụ thể với bạn. Mỗi một thời điểm thì tôi có một cái chính sách nó khác nhau. Ok, hẹn gặp lại các bạn nhé. Đây là cách để đăng ký cái tài khoản Affiliate cùng Hàn Quang Dự. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.